Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel game của mình nha. Mình là Sơn Lê đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục chơi trò chơi Dooms. Ok, chúng ta đi tiếp thôi. Các bạn ủng hộ game mình bằng cách bấm đăng ký cho mình được like và để lại bình luận nha. Cảm ơn các bạn. Hi guys, welcome back to my gaming channel and I hope that you enjoy watching my video and don't forget to give me a subscribe, a like and a comment on my video. Thank you very much. Rồi để mình kiểm tra trước đây bạn. Rồi thấy quái phía trước kìa. Để mình coi mình có súng gì không? Tên lửa nè. Súng rifle nè. Lập áo giáp đi. Khoan 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 khoan. Mình lấy cưa. Ê cưa này hết. Hết đạn này. Mình tính lấy cưa để mình cưa nó để nó nhả đạn ra nhiều. Oh my god. Mày chết. Ê, mày chết phay vậy. Quất luôn. Trời ơi, coi mấy ông nội ra chưa. Tàu má mới bắn lính nó rộng nó ra nha. Rồi. AK đâu bước ra. Boss, where the hell are you? Chưa thấy gì nha. Là miếng máu này chết mẹ rồi, súng rifle còn có 2 viên đạn á trời. Ôi 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 ôi, tới nó rồi, tới nó rồi. Súng rifle còn có 2 viên đạn vậy. Ôi, chết mẹ rồi, con quái nhảy nó ra tới rồi. Chạy chạy thôi. The Hobbit Monster. Chạy 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 chạy. Chạy chạy chạy. Fuck. Con quá nhảy. Mày chết. Má ơi, con quá nhảy nó ra rồi. Mình sợ đó, cái con đó nó nhảy xuống mất máu nặng lắm. Chạy 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 thôi, chạy thôi, chạy thôi. Ô má ơi, tên lửa đây. Oh my god. Ê, nó nhảy đâu rồi? Jesus. Oh my god. Chạy chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Ô má ơi. Ừ, có súng gì mạnh mạnh hơn không? Sắp lên cho được. Má ơi. Chạy 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 thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Ô má ơi. Chạy thôi, đâu rồi, nó đâu rồi. Bùm. Bùm. Chạy 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 chạy. Đây ngược tua. Ngược tua lại đây. Bùm. Bùm. Rồi, mình không đua đây. Bùm. Nó chết rồi, một con. Một con yêu tinh chiếu sáng là chết rồi. Bùm. 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 Trời ơi, cái súng này, má cái súng này bắn tầm xa không được. Rồi nó chết một con rồi. Đâu nữa rồi, đâu nữa rồi. Đâu, má cái con quái này. Trời ơi. Trời ơi, mày chết. Mày qua đây con nào theo không? Ê nè, mày theo. Ôi má ơi. Ôi ơi ơi ơi. Tên lửa đâu quất mày cái nữa coi. Má nó bắn theo quá trời.
Mày. Ồ, nó xanh rồi. Mày chết rồi. Trừ được hai cái con. Ơ trời ơi, còn 62 giọt máu rồi, chắc chết quá. Đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Đâu hết rồi. Bùm. Mày chết. Một con. Tăng được chút xíu máu rồi. À nó tới kìa. Bùm. Tới đây. Bùm. Trời ơi. Tới đây. Bùm. Ồ nó chết hết rồi. My god. I'm done. Nghe cái tiếng nhạc là mình biết tiếng nhạc chiến thắng vinh quang rồi đó. Tuy là nó hơi ghê chút xíu rồi. I won. I can guess this by listening to this kind of music. The winning music. Gì đây đây? Ồ, giờ có vũ khí kìa. Nhưng trước tiên mình phải đi lượm mấy cái áo giáp rồi đi. Oh, bay lên đây kìa. Ôi, ôi. Áo giáp bên kia kìa. Ok. Đạn shotgun nè. Ok. Lượm hết không chừa tài nguyên gì chăng á. Công trình mình chiến đấu nãy giờ. Đó, đây là đạn tên lửa nè. Ủa không phải. Đạn shotgun. Shotgun lớn. Trời ơi súng này đồ má ơi, mà có nãy giờ có súng này mạnh mà không xài. Thật ra cái súng này nó cũng nó lót đạn rất là chậm. Tuy rằng nó sức công phá lớn, nhưng mà bù lại nó bị nhược điểm lót đạn rất là chậm, cho nên mình chưa có xài tới nữa. Thực tế cũng là quên. Đây có đạn shotgun nè. Bắn thử coi. Rồi bắn đầu thử coi. Ok. Cưa máy mình có rồi. Bên đây chào đón mình rồi. Ok. Giờ phải bay sang bên đó. Ok các bạn ơi, cái phần này là để phần sau mình làm các bạn ơi. Cho nên mình không có làm video quá dài quá. Thì cảm ơn các bạn theo dõi video nãy giờ nha. Coi như là mình đã qua được một cửa rồi. Tạm biệt các bạn tại đây nha. Chúc các bạn vui vẻ nha. Nhớ ủng hộ mình nha. Ok, bye bye.